Xin chào các bạn, hôm nay kênh Món Ngon Dễ Làm xin chia sẻ đến quý vị và các bạn món khô cá tra phồng chưng rừng. Đây là một trong những món đặc sản ở miền Tây, danh bất hư truyền luôn. Nhìn thôi là đã thấy thèm rồi, thơm phức luôn, ăn là riền luôn, món khô cá tra phồng chưng rừng. Và đây là con khô cá tra phồng nè quý vị, có nửa con thôi mà nhìn nó rất là to. Tại vì khô cá tra phồng sau khi mà đã làm khô rồi thì mỗi con nó khoảng từ 1 kg cho tới 2-3 kg luôn, tùy theo loại khô lớn nhỏ. Và nửa con này là khoảng 600 gram đó quý vị. Trông rất là ngon. Thường khô cá tra phồng thì làm được nhiều món khác nhau, nhưng mà món cá khô cá tra phồng chưng rừng cũng là một trong những món rất là ngon, rất là được ưa chuộng. Và trước tiên thì mình sẽ sắc tỏi ra nhỏ nhỏ rồi băm nhuyễn luôn nha quý vị, để hồi mình phi. Và mình phi rồi mình ốp vô cái tô khô cá tra chưng rừng á quý vị, cho nó thơm và ngon. Và củ hành tím. Củ hành tím thì quý vị có thể để nguyên củ cũng được, hoặc là sắc nhỏ nhỏ ra cũng được luôn. Cái nguyên củ hiện hồi mình để vô mình chưng chung với khô. Còn mà cái mình sắc nhỏ nhỏ những nhuyễn ra thì mình để phi nha quý vị. Ớt thì mình chuẩn bị 2 trái ớt, và rừng thì có 1 củ rừng. Mình chưng thì phải có rừng, nó cay cay nó mới rất là ngon nha quý vị. Và khô cá tra nè quý vị, bây giờ mình sẽ cắt khúc ra nha quý vị, rồi mình bỏ vô tô mình chưng. Hôm nay mình chưng khoảng nửa con. Quý vị có thể cắt khúc ra, khúc vừa để mình để vào tô. Nửa con này thì có thể mình cắt ra làm 4, làm 5. Khi mình để vô tô thì mình sắp các khô cá tra phồng cho nó rọn rọn lại để mình ốp gia vị vào. Trước tiên thì mình cho rừng vào, mình để đều đều ra luôn nha quý vị. Rừng nhiều nhiều nó cay cay nó sẽ rất là ngon. Rồi các củ hành tím nè quý vị, hôm nay mình cho rất là nhiều, khoảng 10 tép củ hành tím luôn. Củ hành tím chưng thì nó sẽ rất là ngon, cho hết vào luôn. Mình cũng thêm gia vị vào nữa nha quý vị. Và bây giờ mình sẽ bắt cái chảo lên, rồi mình cho mỡ vào để mình phi. Mình phi tỏi với củ hành tím hồi nãy mình băm nhuyễn đó quý vị. Giờ mình phi cho nó thơm để mình ốp vào khô tô khô cá tra hồi nãy luôn. Mình phi thì vừa vàng thôi nha quý vị, thì nó sẽ rất là thơm ngon.
Rồi sau một hồi tỏi và củ hành phi đã vàng rồi, bây giờ mình múc ra chén nhỏ rồi mình để vô cái tô khô hồi nãy nha quý vị. Đừng mình chút mình trưng, mình cho vào tô hồi nãy luôn, tô khô cá tra phồng trưng rừng, mình cho hết vào luôn. Nếu mà quý vị có tỏi phi sẵn thì quý vị để vô cũng được, còn không thì phi như mình rồi mình bỏ vào cũng được. Rồi sau đó mình sẽ cho thêm các gia vị vào, thì mình cho thêm một muỗng đường. Một muỗng bột nêm. Và một muỗng bột ngọt. Tại khô cá cha nó cũng hơi mặn mặn rồi, cho nên mình nêm mỗi thứ một ít thôi nghe quý vị. Và món khô cá cha trưng rừng thì phải có tiêu. Quý vị cho tiêu nhiều nhiều vô thì nó sẽ rất là ngon. Hôm nay mình để tiêu nguyên hộp luôn. Tiêu nguyên hộp sẽ ngon nghe quý vị. Và bây giờ mình bắt nồi lên, mình để cái chén inox vào. Rồi sau đó mình sẽ cho cái tô khô cá tra trưng rừng vào. Rồi mình bật lửa lên. Quý vị có thể trưng cách thủy cũng được nha quý vị. Hoặc là trưng trong cái nồi như của mình cũng được. Cũng rất là ngon. Bây giờ mình đậy nắp lại. Trưng thì khoảng 45 phút đến 1 tiếng khô cá tra trưng nó mới chín nha quý vị. Và trong cái thời gian trưng thì mình cũng thăm trừng nè quý vị, coi nước nó có bị cạn hay không. Để mình cho thêm vào. Và sau 45 phút rồi quý vị ơi, khô cá tra trưng của mình đã chín rồi. Bây giờ mình tắt lửa. Và chút xíu mình sẽ đem khô cá tra mình dọn ra mình dùng. Đó, quý vị thấy không? Rất là hấp dẫn. Quá thơm luôn. Khô cá tra trưng rừng là một trong những món đặc sản ở miền Tây. Rất là ngon. Ăn là riền luôn á quý vị. Đa số là cá tra lớn lớn không à, cho nên da nó rất là dày và dai. Và trong thịt thì nó có rất là nhiều mỡ, nên nó rất là ngon. Bây giờ mình ăn thử nè quý vị. Quá tuyệt vời luôn. Khô cá tra phồng thì nó rất là nhiều dinh dưỡng đó quý vị. Rất là tốt cho sức khỏe. Khô cá tra trưng rừng đã chín rồi. Vàng hực luôn. Rất là ngon. Da thì nó dai dai. Còn trong thịt cá tra thì nó có mỡ, nó rất là béo, thơm ngon lắm quý vị ơi. Quá hấp dẫn luôn, rất là tuyệt vời. Và bây giờ mình chuẩn bị dọn ra bàn để mình ăn với cơm nha quý vị. Hoặc là rau sống kèm heo thì rất là tuyệt vời. Rồi kênh Món Ngon Dễ Làm hôm nay xin chia sẻ đến quý vị và các bạn món cá khô cá tra trưng rừng. Đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.